Chỉ mới hơn 2 tuần bán ra thị trường, những chiếc iPhone 10S và iPhone 10S Max ngay lập tức thu hút sự chú ý của người dùng về cả chất lượng lẫn giá thành của nó. Phải nói là khủng khiếp trong thế giới smartphone hiện nay. Cũng chính vì độ hot hòn hòt vào một mức giá nghìn đô như vậy mà người dùng lại càng đòi hỏi nhiều hơn và soi mói kỹ hơn về bộ đôi iPhone 10S và iPhone 10S Max. Nhưng mà đáng buồn thay, dù là một sản phẩm chiến lược và ngon nhất đến từ hãng Apple, nhưng mà những chiếc smartphone này lại bị cộng đồng mạng thay nhau bóc phốt khi mà mắc khá nhiều lỗi khiến cho người dùng thất vọng. Đầu tiên phải kể đến đó là lỗi màn hình bị kẻ sọc. Đây được xem là lỗi đầu tiên được tìm thấy rõ ràng nhất trên chiếc smartphone đắt tiền bậc nhất của Táo Quyết. Cụ thể thì một trang Twitter có tên là Mustafa Ali cách đây không lâu đã đăng tải một hình ảnh về chiếc iPhone 10S Max bị một đường sọc màu xanh dọc theo màn hình từ tay thỏ ở đỉnh máy đến xuống cạnh dưới của máy. Lỗi này được phát hiện ngay khi mà chủ nhân của chiếc máy này vừa mua nó ở Apple Store ở Sydney của Úc, thậm chí còn chưa được bóc lớp vỏ bảo vệ, chưa được kích hoạt và cũng chưa hề sử dụng. Sau đó thì cũng đã có vài người dùng gặp phải tình trạng tương tự trên chiếc smartphone mới của họ, dù chỉ mới dùng được vài ngày. Trong trường hợp này thì người dùng chỉ có một cách duy nhất để xử lý, đó chính là thay màn hình mới hoặc là mang tới cửa hàng để đổi lấy chiếc điện thoại mới. Mặc dù số trường hợp gặp phải không phải là nhiều, nhưng mà cũng phần nào khiến cho người dùng cảm thấy thất vọng với khả năng hoàn thiện sản phẩm của Apple. Tiếp theo đó là lỗi kết nối Wi-Fi và 4G. Cũng chỉ vài ngày sau khi những chiếc iPhone 10S và iPhone 10S Max bán đến tay người dùng, thì trên các diễn đàn Reddit và diễn đàn hỗ trợ người dùng của Apple lại xuất hiện nhiều phàn nàn vì lỗi kết nối Wi-Fi và 4G rất kém của bộ đôi iPhone 10S và iPhone 10S Max. Điều đáng nói ở đây là tình trạng này xảy ra với tất cả các nhà mạng chứ không chỉ riêng một nhà mạng cụ thể nào hết. Trang công nghệ Huawei đã xác nhận rằng iPhone mới của Apple có vấn đề về khả năng kết nối và nhận thấy cường độ sóng di động của Wi-Fi của những chiếc điện thoại mới kém hơn cả iPhone 8 và iPhone 10 ra mắt hồi năm trước. Lỗi này nhiều khả năng liên quan tới phần mềm và sẽ được Apple khắc phục thông qua bản cập nhật hệ thống mới nhất của họ sẽ phát hành trong thời gian tới. Tiếp theo nữa là lỗi không thể sạc được pin. Theo Nine to Five Mac thì một số chủ sở hữu của iPhone 10S và iPhone 10S Max cho biết thiết bị của họ không thể nạp điện vào khi mà cắm sạc vào cổng Lightning khi mà màn hình của điện thoại bị tắt. Bình thường thì khi sạc pin điện thoại, màn hình của chiếc smartphone sẽ được sáng lên, kèm theo đó là một âm báo phát ra nhỏ để báo hiệu rằng tình trạng sạc pin đang bắt đầu. Nhưng mà trong trường hợp của những chiếc iPhone 10S và iPhone 10S Max thì lại không như vậy. Để bắt đầu sạc thì người dùng phải bật sáng màn hình của thiết bị lên sau khi đã cắm dây sạc vào. Hơn nữa là nhiều người còn cho biết chiếc smartphone của họ bị treo và ngừng hoạt động sau khi kết nối với cáp sạc vào máy. Hiện tại thì sự cố này đã được Apple khắc phục thông qua bản thử nghiệm iOS 12.1 Beta 2, tuy nhiên vẫn chưa phát hành chính thức đến người dùng. Tiếp đến nữa là lỗi không thể kết nối Bluetooth với hệ thống giải trí trên ô tô. Trên trang web hỗ trợ của Apple thì nhiều người dùng cũng phản ánh là họ đang gặp phải tình trạng không thể kết nối Bluetooth giữa iPhone 10S và iPhone 10S Max với hệ thống giải trí trên xe ô tô của họ. Mặc dù các phiên bản iPhone cũ hơn thì vẫn có thể kết nối một cách bình thường. Nguyên nhân của lỗi này một lần nữa được cho là bắt nguồn từ phiên bản iOS 12 hoạt động trên iPhone 10S và iPhone 10S Max nên nhiều khả năng là sẽ được khắc phục sau khi mà Apple phát hành bản cập nhật mới nhất cho phiên bản này. Chính vì mắc khá là nhiều lỗi như vậy mà nhiều người dùng đã tỏ ra thất vọng với sản phẩm mới của Apple, cộng với việc là ít cải tiến mới, chủ yếu là phiên bản hoàn thiện hơn so với người tiền nhiệm cùng mức giá cao đã khiến cho người dùng còn dè chừng khi mà quyết định lựa chọn iPhone 10S và iPhone 10S Max. Còn riêng ở thị trường Việt Nam, sau những chuỗi ngày rớt giá tưởng chừng như đã ổn định, thì những chiếc iPhone 10S và iPhone 10S Max lại tiếp tục tuột giá không phanh và đến hôm nay giá của những chiếc iPhone 10S và iPhone 10S Max mới thậm chí còn thấp hơn cả giá sàn khi mua tại Singapore. Và cụ thể thì iPhone 10S phiên bản 64GB chỉ còn khoảng 26,9 triệu đồng, phiên bản 256GB là 30,9 triệu đồng, còn phiên bản cao nhất là 512GB là 35,5 triệu đồng, tức là mức giá này còn thấp hơn khoảng 1 triệu đồng so với khi mua ở thị trường Singapore. Ngoài ra thì giá bán của iPhone 10S Max phiên bản 64GB mã của Mỹ thì chỉ khoảng 30,9 triệu đồng, phiên bản 256GB dao động từ 32 đến 34 triệu đồng, còn phiên bản 512GB có giá tầm 39,5 triệu đồng. Đây là mức giá mà được mình tham khảo tại một số cửa hàng. Mức giá này thì có sự chênh lệch nhau tùy theo từng đại lý, từng cửa hàng và giá cả của nó sẽ biến động trong thời gian tới nữa. Và vừa rồi là những chia sẻ của Huyền Văn về những lỗi xuất hiện trên chiếc iPhone 10S và iPhone 10S Max mới nhất từ nhà Táo Quyết và cũng như là mức giá của nó đang được cập nhật mới nhất. Còn các bạn khán giả của Tính Mắt, các bạn cảm thấy những thông tin nào như thế nào thì chúng ta hãy cùng bình luận bên dưới video này nhé. Còn bây giờ thì Huyền Văn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của